người có thấy không? Đó cũng là một cái chiếc máy bay ở trong cái group của Linh nữa đó. Đâu rồi, đâu rồi? Cái kính này nó kín lắm cho nên không có thấy nhiều. Máy bay kia nó bay cao hơn. Ở dưới có một chiếc máy bay nó đang đáp. Naar de lier toe rijden. Mm-hmm. Als je dat ding raakt, dan kunnen we niet meer vliegen. Altijd voordat je instapt, check je of die bomen al aan beide kanten vast zijn en verlokt. Mm-hmm. Weet je, die bomen die je uitklapt waar die kabels aan hangen? Ja, die moeten vastzitten. Ja. Dat snap ik. Dat is laatst Boris, dat geloof ik, die heeft een ongelukje mee gehad. Die heeft een. Cái xe mà kéo cái sợi dây cáp đó cả nhà. Đó, nó vận hành như vậy. Cái anh kia đang ngồi bên kia cho nên Linh không có quay hết được. Hơi ồn một tí cả nhà thông cảm nha. Tại vì Linh không muốn tắt tiếng. Tại vì mọi người coi á, để mọi người nghe cái tiếng và hiểu cái hoạt động của nó như thế nào. Trên trời thì máy bay đang bay sầm kìa. Đó, thấy chưa? Đi. Tắt tiếng thôi. Chào canh nè. Ồ, sao Lý Phan Giao đăng kêu veo. Chào canh, dễ thương quá. Anh tắt tiếng cho Linh quay á. Canh đó là bác sĩ gọi là chích thuốc an thần cho bệnh nhân cả nhà. Ảnh vui lắm. Ảnh nói với Linh á, chơi cái gì thì chơi, chơi bất cứ cái gì mà mạo hiểm cũng được, nhưng mà phải an toàn. Mạo hiểm nhưng mà an toàn, giống như mấy cái này nè. Mình thấy là giống như là nó, mình chơi mình hơi sợ. Linh thì chẳng sợ nha, nhưng mà chơi được. Chứ ảnh nói là tuyệt đối không có được đụng vào mấy cái thuốc kích thích. Ngu sao đụng. Trời, mấy cái đó mình biết, mình nhìn vô là mình biết là mình cái đường đó là mình chết liền rồi. Tội gì mình phải ngu dại gì, đúng không cả nhà? Giờ thì mấy cái chiếc máy bay kia hết rồi, phải chờ nó đáp xuống thì mới kéo. Chờ tí đi ha, khi nào mà nó kéo thì mình quay tiếp. Bây giờ nè, tơi tả hết cả nhà. Cũng phải quay cái mặt mình cho mọi người coi chứ. Nó là như vậy nè, nón lá hả, bị con nó giật hết luôn rồi. Chồng cũng lấy một cái rồi, lúc mà tới đây á thì có đem theo ba cái nón kết luôn. Xong cái đội không đủ, bây giờ đội nón lá mà cha con nó lấy hết rồi, cho nên Linh phải lấy cái áo Linh chùm lại luôn. Cả nhà nhìn buồn cười hết, thật sự là đứng ở nguyên cái đồng trống luôn cả nhà. Cánh đồng này Linh không biết là họ muốn bill mua bao nhiêu tiền và nó rộng bao nhiêu luôn, chưa nghiên cứu, nhưng mà rộng lắm luôn. Tại vì rất là nhiều máy bay bay lên bay xuống cả ngày mà, cho nên vòng vòng ở đây không có cây luôn, thì thuộc khu vực của họ. Mọi người coi đến cuối phim thì cuối cái series này á, thì Linh sẽ nói cho mọi người biết là họ tổ chức cái tổ chức này như thế nào nha. Họ tổ chức cái này như thế nào đó. Bắt đầu đó, tới rồi đó. Hồi nãy mọi người nghe tiếng còi không, phải chạy vào đây á, cái máy nó sẽ kéo lên.
mình chạy ra ngoài mình lượm dây đây, nó hơi cà giật chút, mọi người thông cảm thì ngay cái chỗ này thì không thể nào mà quay mà nó mướt được hết trơn nha cả nhà, trừ khi là máy quay chuyên nghiệp đó. Bây giờ mấy anh sẽ lại lấy cái dây này đem về bên kia. Mọi người thấy không, khi mà nghe tiếng báo động là mình phải chạy vào cái cabin đó, tại vì nếu không là cái sợi dây mà cái cục sắt đó nó rớt lên đầu là mình tiêu luôn á cả nhà. When we just hear the voice of the alarm, we had to run quickly to the cabin to pull the airplane and to be safe, to stay in the safe place. Otherwise, this place, the heavy place here, to fall down and fall into our head, and then you know already. No head to use anymore. Rồi bắt đầu kéo về thôi. Kéo thẳng hàng như vậy. Và đăng hóa. Tốt la tờ. Rồi bắt đầu lên leo lên xe lên đi về. Dat hoeft niet, de vliegjes moeten in. Nee, de vliegjes van de voorkant af. Okay. Emmer water meenemen. Joy, Nou, loop even mee met mama. Okay. Ja, nu maak ik het weer nat, schat. Nee, de voorkant. De voorkant moest. Ja? Zitten er nog vliegjes of niet? Ja, die is al schoon hoor, die heb ik echt gehad. Oh! Dan zeg ik, nat maken hoeft niet meer. Zo. Zal ik een spons meenemen? Nee. Nee, hoor, nee, 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 license number, okay. Arrest. Ghi tên gì địa chỉ cho mình nha. Oh, meiden. Daar staat een vlieglijst in. Nee, daarachter. Laat ik hem gewoon op. Maar ik zou dit gewoon of schrijf als iemand. Nee, het is gewoon puur omdat ze weten hoeveel vlucht er gemaakt is. Lin Ghi Sam. Ja, dat is alles. Super. Thanks. Ik ga de professor. Oh, kijk eens, handtekening. Je hebt een laatste in. Ja, laatste in. Oh, boy. Dan hebben we jou natuurlijk een verkeerde film moeten maken. Je moet kennis maken. Mag ik in het Nederlands schrijven? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het een verkeerde introductie was. 10 minuten dus. Ja, dat was heel kort hoor. Heb je daar zo de laatste pagina liggen? Ik heb er een keer de kabel van gevuld. Ja, dat moet je hebben. Laatste pagina. Ja, ik weet niet wat dit jaar. Van rond de 6. Cái chú phi công đang đi thông tin và những cái như là về cái ngày hôm nay về sự việc diễn ra ngày hôm nay như thế nào. Ik denk op het tweede papier onderaan ergens. Jij was al vrij vroeg, hè? Dus dat op de eerste pagina denk ik. Đuối luôn hả cả nhà. Một ngày ở sân bay á là diễn ra như vậy á. Nói chung là còn một vài cái hoạt động nữa nhưng mà Linh quay không có hết, tại vì Linh không có, nói thiệt nha, không có sức đi theo luôn á. Cho nên Linh sẽ thông báo cho mọi người cái kết quả của Linh vào clip sau nha. Cảm ơn các nhà đã theo dõi Linh. Nhớ nhấn subscribe, like, share và
view cho Linh hết cái clip nha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm. This is just a day. If you want to know how we work, just take a look at this clip. And it's not really complete, but I really run out of my energy. I cannot follow them and make full and very detailed for you to see. But it's quite enough. Thank you for watching and see you next clip. Please subscribe, share and like. Thank you a lot and have a nice day. Bye bye.